và để mở đầu chương trình ca nhạc hát mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi bạn trẻ hôm nay, tôi xin được trân trọng giới thiệu, vâng, một nữ ca sĩ rất quen thuộc chúng ta. Nữ ca sĩ Dạ Thảo sẽ đến với chúng ta qua ca khúc Sẽ Không Bao Giờ Hết. Vâng, xin mời Dạ Thảo và xin mời toàn thể quý vị anh chị và các bạn chúng ta dành cho Dạ Thảo một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Và đến với đầu chương trình, Dạ Thảo kính chào quý khách, chúc hai em trăm năm hạnh phúc. Tặng người khách bài hát mang tên Sẽ Hơn Bao Giờ Hết.
xin cảm ơn.